Con vui mừng tạ ơn Chúa vì bởi ơn lành của Chúa đã ban cho các hội thánh của Chúa. Và hôm nay, chúng con, các đầy tớ của Chúa, các vị chấp sự và con cái của Chúa được trở về nhà thờ Cần Thơ để dự lễ tấn phong mục sư cho các đầy tớ yêu dấu của Ngài. Cảm ơn Chúa vì qua lời của Chúa đã dùng để đầy tớ của Chúa là mục sư, chủ tịch hội đồng tấn phong mục sư đã giảng dạy, đem lại cho mỗi chúng con là những tôi tớ của Chúa, những điều khích lệ cũng như thức tỉnh chúng con trong chức vụ mà Chúa đã giao phó. Và đặc biệt là sứ điệp này được truyền đến 7 vị tân mục sư để rồi chúng con nghiêm khắc trong đời sống của mình và sống chu toàn trọng trách là một người đính giỏi của Chúa Giêsu. Xin Chúa ban phước cho mọi chúng con sống với một vai trò của người đính giỏi. Chúng con phải biết đến chỉ huy chúng con, đó là Chúa Giêsu Christ. Ngài đã từ bỏ thiên đàng vinh hiển xuống trần gian. Ngài đã hy sinh tất cả để cứu chuộc chúng con và đặt để chúng con vào trong chức vụ hầu việc Chúa. Chúa ban cho chúng con biết đúng vị trí mà Chúa đặt để chúng con trong nhà Đức Chúa Trời, để rồi mỗi người chúng con làm đúng công việc Chúa đã giao phó, đem lại lợi ích tốt nhất và lớn nhất cho hậu thánh của Ngài. Cha thánh yêu quý ơi, xin Ngài cũng thương xót để chức vụ của chúng con nhận lãnh ơn Chúa thật là quý báu, thì chúng con có những cái trách nhiệm đối với vị chủ tướng của chúng con là Chúa. Chúa cho chúng con hàng ngày được tương giao và tìm cầu ý muốn của Chúa, sống một đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đối với người đồng lao, đồng đội của chúng con, Chúa ơi, Chúa cho chúng con thể hiện tình yêu thương, hợp tác, bọc lót cho nhau và nâng đỡ nhau để chức vụ càng ngày càng thăng tiến, đem lại phước hạnh cho hội thánh của Chúa. Đối với nhiệm vụ mà Chúa đã giao, xin Chúa cho mỗi người chúng con thật trung tín, sẵn sàng để rồi chúng con chu toàn trọng trách là một người đính giỏi của Chúa, hầu cho chúng con đem lại kết quả cho nhà Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúa ơi, con xin Chúa tha thứ những yếu đuối bất toàn của chúng con là những đầy tớ và con cái yêu dấu của Chúa, vì đôi khi chúng con chưa thể hiện đúng tinh thần của một người lính. Chúng con cũng chưa sẵn sàng để chịu khổ trong chức vụ. Chúng con đôi lúc cũng thối thác những nan đề. Xin Chúa tha thứ và ban chúng con những ngày tới, chúng con sẵn sàng chịu khổ trong chức vụ mạnh mẽ và không bao giờ nhút nhát, nhưng cũng phải dè dữ trong chức vụ của mình. Đặc biệt là Chúa cho mỗi chúng con có tinh thần vâng phục Chúa, vâng phục nhau, thể hiện theo gương của Chúa Giêsu. Ngài đã làm một tấm gương tốt đẹp cho chúng con về sự vâng phục, để rồi chúng con hầu việc Chúa, đem lại phước hạnh cho hội thánh, cho những người xung quanh chúng con và danh Chúa được cả sáng. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, Ngài cũng muốn mỗi chúng con phải có thái độ khiêm nhường. Amen. Vì đôi khi chúng con cũng có tự cao, có những tự đắc trong chức vụ khi thành công. Xin Chúa tha thứ cho chúng con và cho chúng con hạ mình khiêm nhường trước mặt Chúa, để rồi phần thưởng mà Chúa dành cho chúng con thật là quý báu trong ngày chúng con gặp Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện lời của Chúa thấm nhuần trên mỗi chúng con, đặc biệt trên quý đệ tớ của Chúa sẽ nhận lãnh chức vụ cao quý, để rồi trong chức vụ của mọi người trở về hội thánh của mình, phước hạnh của Chúa sẽ tuôn đổ và qua đó danh Chúa được cả sáng. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con thành tâm và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.